Vâng, xin chào tất cả anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn quay trở lại với series khoa học là xử lý khủng hoảng truyền thông trực tuyến by Phan Anh. Tên tôi là Phan Anh và trong bài học này thì tôi sẽ nói với các anh chị và các bạn cái phần ví dụ về khủng hoảng truyền thông tại Việt Nam. Ở Việt Nam thì các bạn nếu mà theo dõi trên mạng internet và mạng xã hội thì chúng ta thấy rằng là có rất nhiều các vụ việc đã xảy ra. Thì trong cái video bài học này tôi sẽ giới thiệu với các bạn ít nhất là 3 cái vụ việc tương đối là tiêu biểu và gần đây. Vụ việc thứ nhất đấy là vụ việc của thương hiệu Khải Siêu, một cái thương hiệu dính phải một cái bê bối lừa dối khách hàng. Nó có một cái sự kiện như thế này là Khải Siêu đã bán sản phẩm cho một cái người khách hàng, một cái lô hàng là khoảng 60 chiếc khăn. Và 60 chiếc khăn này thì cắt mác nhem nhở, và trong 60 chiếc khăn cắt mác nhem nhở này thì có một chiếc là có hai mác, là mác Made in Việt Nam và mác Made in China. Và vị khách hàng này đã hỏi Khải Siêu, hỏi cửa hàng bán Khải Siêu là tại sao vấn đề lại như vậy, tại sao và như thế nào. Thế thì cửa hàng Khải Siêu đã giải thích rằng là đây là cái lô hàng mà chúng tôi sản xuất và bán cho khách hàng Hồng Kông, Trung Quốc. Cho nên là chúng tôi đang cắt mác Made in Việt Nam để may cái mác in China vào cho họ. Có lẽ là nhân viên của chúng tôi bị nhầm. Cái chi tiết về cái cách thức vụ việc thì các bạn tìm trên mạng, tìm trên Google là tôi nghĩ là thấy thôi, rất là nhiều. Nhưng mà tôi cố gắng tóm tắt như vậy. Và vị khách hàng này thì không đồng ý với cái câu trả lời như vậy. Và anh ta cũng rất là chuyên nghiệp, đúng không ạ? Anh ta đã lập biên bản, anh ta đã quay phim chụp ảnh lại. Và anh ta đã nhờ đến cơ quan pháp luật, đó chính là cái đơn vị đo lường chất lượng cho sản phẩm. Thế thì anh ta đã đưa các mẫu sản phẩm đến cái đơn vị đo lường để kiểm định cái sản phẩm này là cái chất liệu là gì, bởi vì Khải Siêu thì quảng cáo rằng là đấy là hàng handmade và sản xuất từ chất liệu là tơ tằm tự nhiên. Thế thì qua mà cái giám định thì cái sản phẩm của Khải Siêu lại là 100% polyester. Và các bạn biết rồi, polyester là cái chất liệu tổng hợp rất là rẻ tiền. Và sau này thì vụ việc được phanh phui ra thì mọi người đều được biết rằng là polyester Khải Siêu, khăn rồi thì cà vạt vân vân của thương hiệu Khải Siêu đã nhập ở chợ đầu mối với giá rất là rẻ, chỉ chừng vài chục ngàn đồng cho một sản phẩm. Và sau đó thì cắt mác đi và may cái mác mới vào, cho vào bao bì đẹp, bán trong hệ thống của Khải Siêu, bán với giá đắt gấp 10 lần. Tôi nhớ rằng là một cái khăn như vậy nhập chỉ khoảng độ 450.000 đồng, nhưng mà bán với giá 600-700.000 đồng, rất là đắt. Hoặc là một cái chiếc cà vạt cũng có giá khoảng 1.2 triệu đến 1.5 triệu tùy từng loại. Và một cái giá, một cái sản phẩm cà vạt như vậy tôi nghĩ rằng là cũng chỉ nhập mà rất là rẻ thôi, chỉ khoảng 100.000 là các bạn đã nhập được sản phẩm như vậy rồi, hoặc là không đến luôn. Thế thì cái vụ việc này nó là một cái vụ việc lừa dối khách hàng và nó đẩy bê bối lên rất là cao. Truyền thông, rồi thì người tiêu dùng, rồi thì cơ quan pháp luật, rồi thì đại biểu quốc hội, rồi vân vân. Rất nhiều những cái thành phần, những cái tổ chức, những cái đơn vị đã có những cái tiếng nói, đã có những cái ý kiến về cái vụ việc này. Và đặc biệt là cộng đồng mạng đã đào bới những cái sự kiện, những cái vấn đề có liên quan đến vụ việc, có liên quan đến ông chủ CEO của thương hiệu, có liên quan đến Facebook cá nhân của người ta vân vân, đào bới, đào mộ lên để tiếp diễn các câu chuyện, để bêu dếu câu chuyện và để cung cấp thêm các câu chuyện. Và đỉnh điểm rằng là chỉ sau vòng, trong vòng có khoảng độ 4-5 ngày thì toàn bộ hệ thống Khải Siêu đã đóng cửa và CEO của thương hiệu cũng đã phải khóa Facebook cá nhân của mình vì không chịu nổi cái dư luận áp lực từ mạng xã hội. Nó rất là lớn, rất là kinh khủng và có nhiều những cái thông tin rất là thiếu tích cực. Thì đây là một cái vụ việc mà cũng rất là rõ ràng, rất là rùm beng và cũng gần đây thôi. Nếu mà các bạn chú ý xem thì các bạn có thể lên trên Google các bạn tìm lại và sẽ thấy cái vụ việc rất là rõ ràng. Thế thì cái vụ việc này cho thấy rằng là cái bê bối, cái khủng hoảng truyền thông khiến cho một cái thương hiệu cũng rất là lớn ở Việt Nam và cũng rất là có cái chỗ đứng trong thương trường đã biến mất trong vòng có ít ngày. Tôi nghĩ rằng là
Theo cái trí nhớ của tôi là không đến một tuần là thương hiệu lại bị xóa sổ, đóng cửa toàn bộ mười mấy cửa hàng. Mà tôi biết rằng là cái hệ thống mười mấy cửa hàng này đem lại doanh thu cho Khải Siêu rất là lớn, đúng không? Và CEO của thương hiệu Khải Siêu này giàu có lên là nhờ một phần là nhờ bán Siêu này trong 30 năm. Và ông ta đã thừa nhận rằng là ông ta đã lừa dối khách hàng cái cách làm như vậy 30 năm nay rồi. Đó, thì ta cũng không đào bới, cũng không đánh giá về vụ việc hay là về CEO hay là về cách làm, mà ta chỉ đưa cái vấn đề ở đây là đưa ra một cái ví dụ, một cái sự việc, một case study nghiên cứu, đúng không? Cụ thể về cái vấn đề gọi là khủng hoảng truyền thông trực tuyến và nó ảnh hưởng như thế nào đến thương hiệu. Thì đấy là cái ví dụ thứ nhất tôi muốn kể với các bạn, được chưa ạ? Cái ví dụ số 2 thì tôi muốn kể với các bạn đó chính là hãng hàng không Vietjet Air, đúng không ạ? Hãng hàng không Vietjet Air thì tôi nghĩ rằng là dính rất nhiều các vụ bê bối lớn nhỏ, hay là các vụ khủng hoảng, hay là những cái vụ sự cố truyền thông. Có thể chưa đến mức khủng hoảng nhưng mà sự cố truyền thông tôi nghĩ là cũng rất nhiều. Thí dụ như là cái vụ việc mà tuyển thủ U23 Việt Nam đi Vietjet về, và trên đó thì có những cô gái, đúng không ạ, ăn mặc rất là nóng bỏng sexy và tạo ra những cái hình ảnh rất là xấu. Thì như vậy cũng tạo lên một cái cơn sốt, tạo lên một cái sự khủng hoảng, tạo lên một cái làn sóng dư luận truyền thông ở trực tuyến ở trên các trang mạng xã hội, đặc biệt là mạng xã hội Facebook, rất là thiếu tích cực cho cái thương hiệu. Thì Vietjet thì tôi đã nói rồi là có rất là nhiều sự cố, thế nhưng mà đây chỉ là một cái sự cố tôi nêu ra cho các bạn thôi. Tuy nhiên sự cố này thì cũng không có vấn đề gì lắm, đúng không? Vietjet xử lý cũng rất là tốt, trong vòng một vài ngày thì vụ việc nó cũng trôi qua thôi. Đó, một cái vụ việc xa hơn nữa, một cái ví dụ thứ ba xa hơn nữa và rất là nổi tiếng nhưng cũng lâu rồi, tôi muốn nói lại trong cái case study này, cái ví dụ này, để các anh chị hình dung ra như thế nào gọi là khủng hoảng truyền thông. Thì đấy là cái vụ việc con ruồi nửa tỷ của thương hiệu Dr. Thanh, đúng không ạ? Vâng, thì cái vụ việc này các bạn cũng tìm trên Google sẽ thấy đầy đủ thôi. Thì tôi cũng sẽ tóm tắt lại cho các bạn, có một cái vụ việc như này, tức là có một cái khách hàng, đúng không, mua phải một chai nước Dr. Thanh, trong đó có một con ruồi nằm trong chai nước. Thì khách hàng này cũng đã thương lượng với cái người phụ trách rằng là tôi sẽ ỉm cái vụ này đi, tôi sẽ dìm cái vụ này, với điều kiện là các anh chị bồi thường hay là các anh chị trả cho tôi một cái số tiền gọi là bịt mắt đấy, đúng không ạ, là 500 triệu. Và phía Dr. Thanh cũng đã đồng ý phương án này. Tuy nhiên thì sau đó thì tại thời điểm giao tiền thì công an đã bắt. Đó, thì cái tình tiết là như vậy. Thế còn ta cũng không phân định rằng là ta cũng không có thời gian để phân định rằng là cái vị khách hàng này làm như vậy là đúng hay là sai, Tân Hiệp Phát làm như vậy đúng hay là sai, công an làm như vậy đúng hay là sai. Bởi vì đúng hay sai thì các bạn xem vụ việc và đã có câu trả lời rồi. Nó đã diễn ra cách đây nhiều năm rồi. Thực tế thì khách hàng này cũng đã phải đi tù vì cái tội tống tiền, đúng không ạ? Thương hiệu thì bị thiệt hại rất nặng nề và công an thì đã làm đúng cái chức năng của mình. Nhưng trong cái bài học này tôi không đề cập đến việc đó. Tôi muốn các bạn nhấn mạnh cái chuyện đó là tôi không đề cập đến cái vụ việc đó, mà tôi chỉ đề cập đến một cái yếu tố, một cái khía cạnh rất quan trọng, đấy là khủng hoảng truyền thông của thương hiệu, đúng không ạ? Cái nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng và cái vụ việc nó diễn ra như thế nào. Và các bạn biết rằng là cái thiệt hại của thương hiệu Dr. Thanh trong cái thời gian đó rất là lớn, và cái việc sản xuất trở nên đình trệ, hàng hóa thì không bán được, khách hàng thì tẩy chay thương hiệu Dr. Thanh và tẩy chay kèm cùng với nhiều cái sản phẩm khác, và khiến cho công ty Tân Hiệp Phát và những cái nhà sản xuất thương hiệu Dr. Thanh cũng như là những cái thương hiệu khác của Tân Hiệp Phát là điêu đứng trong một thời gian dài. Và phải nói rằng là thương hiệu cũng như là doanh nghiệp phải chèo lái cái con thuyền vượt qua cái bão giông về khủng hoảng rất là giỏi, rất là vững tay chèo và rất là có tầm nhìn thì mới có thể vượt qua được một cái khủng hoảng lớn như vậy. Nếu không muốn nói, không cẩn thận là có thể sẽ bị sụp. Bằng chứng là các bạn thấy rằng là Khải
Đấy, nhưng mà Tân Hiệp Phát thì không. Tất nhiên là các bạn thấy rằng là so sánh thì nó cũng rất là khập khiễng, và cái tình tiết, cái vụ việc, cái nguyên nhân, cái tiến triển của vụ việc nó cũng khác nhau, cho nên là nó cũng ra những cái kết quả khác nhau, rồi quy mô doanh nghiệp nó cũng khác nhau, đúng không? Thế nhưng mà tôi muốn lấy các bạn thấy rằng là đấy, một cái vụ việc lừa dối khách hàng như là Khải Siêu thì sập ngay, thế nhưng mà cái vụ việc mà gọi là tống tiền doanh nghiệp, sau đó doanh nghiệp báo công an bắt và bù loa lên tất cả mọi việc, báo chí truyền thông đưa vào, đứng về cái phía bị hại, cái phía mà là cái người khách hàng tống tiền đó, bù loa lên cho rằng là doanh nghiệp đã chơi xấu vân vân, thế này thế khác, và cũng đã tạo ra những cái làn sóng tẩy chay rất lớn. Thế nhưng mà doanh nghiệp Tân Hiệp Phát lại không bị sụp đổ, bị điêu đứng, bị suy giảm doanh số rất nặng nề nhưng không bị sụp đổ. Đấy là cái chúng ta cũng phải hết sức là lưu ý, chú ý cái điểm này. Ok. Thì vừa rồi tôi vừa trình bày với các bạn ba cái ví dụ, ba cái tình huống nghiên cứu để cho các bạn hình dung ra là như thế nào gọi là khủng hoảng truyền thông. Và cái ví dụ này đều là từ Việt Nam. Các bạn cũng rất là dễ dàng để theo dõi và xem lại những ví dụ này, được chưa ạ? Vâng. Một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn. Xin chúc các anh chị và các bạn có một cái bài học rất là thú vị, và chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau trong các bài học tiếp theo trong chương trình xử lý khủng hoảng truyền thông trực tuyến by Phan Anh. Xin chào và hẹn lại các anh chị và các bạn. Xin cảm ơn.